rồi, cho nên là cái hồ nó không thể chứa nổi bé đó nữa, cho nên là em sẽ quyết định là tặng cho người nào có niềm yêu thương bé. Nó giỡn thôi chứ để đem bé nó vào một cái môi trường khác, tại vì mọi người thấy không, nó dài quá nó không có hoành đầu được á, với lại á, mà ở một cái môi trường mà sống mà nó hơi chật vậy á là sẽ không có bự được, nhưng mà cái loại cá này nó sẽ bự hơn được nữa. Và từ xưa đến giờ em chưa thấy nó thực tế ở ngoài, bữa nay em sẽ quay cái video bắt trực tiếp ở ngoài để quay cận cảnh em nó ngoài như thế nào nha. Hồi xưa lúc em mua về nó rất là nhỏ luôn, và em đã mua cái thời giá mà nó còn nhỏ là 50 triệu một cặp, bây giờ lớn vậy rồi thì giá khác rồi. Hèn chi bữa em đòi phóng xanh lắm trò. Ok, để mọi người nghe, tôi có thằng bông rễ là chồng của anh Trang Thanh Lan, 5 lần nó bắt cá cho tôi, chết hết 5 lần. Nếu một lần thì là xui, 5 lần là nó xui thiệt. 5 lần là nó, nếu một lần là tại vì lâu lâu xui, mình không tin vào tâm linh. Nó bắt 5 lần, chết 5 lần. Kể nè, lần đầu tiên bắt gì anh? Lần đầu tiên hả, nó bắt gì? Trong vòng tháng 1 à. Lần đầu tiên quá. Nhà tôi có hai con cá giò, một con chà bá bự tôi nuôi đâu đâu khoảng 3 năm nay rồi. Con chà bá là ăn uống bình thường chơi chiêu, bảo nó bắt cái con nhỏ. Nó bắt con nhỏ xong nó khen trời cái giò bự đẹp quá ha. Qua hai sao chết bèo cái giò. Không biết sao chết luôn. Không biết nguyên nhân gì chết luôn. Qua đây nó bắt cái giò nhỏ mà chết cái giò lớn. Mọi người biết con cái giò nó dễ sống đến mức độ nào. Qua bắt cái chết. Cái lần thứ hai, tôi kia nó dọn cái hồ tôi. Nó bắt gà đầu như là 8 con mà chết hết 6 con, còn đúng 2 con. Đó là hai ha. Đến lần 3 tôi kia nó bắt cái gồng. Cái gồng sống của tôi như là 6 7 năm trời. Chà bá bự nó nuôi từ nó xíu mà cho nó bự vậy nè. Thấy không? Bắt xong qua đây thả vô rồi tự động. Tối chết queo. Tối thì ngớp chết queo không hiểu lý do. Và ngay tối hôm đó. Ngay tối đó luôn. Kia nó ra chạch lấy 35 con cá về cho hia, thả vô hồ cá coi. 2 ngày sau chết còn 8 con. Không 8 con đâu, bữa nay chết còn có 6 con à. Rồi đó. 35 con bắt về thả vô, rồi nó thả bình thường, nó thả vô cái mồm chết. Còn có 6 con, bữa nay còn có 6 con, đầu tiên nó đi thay nước cá. Tôi thay nước bình thường không vấn đề, chứ tôi cũng chỉ cho nó phương án thay như thế nào, cách thức thay, rút xuống 20% nước, bơm nước vô sao y chang vậy đó. Nó thay xong. Tối đó con cá đuối chết quen. Cá đuối bông màu vàng. Trời ơi, trời không hiểu lý do luôn. Nếu mà tao tính xương xương con đen nó phải đời. Còn nữa mới ghê. Đi nhận hai con cá gồng chà bá bự sẵn vậy nè. Kêu nó khui ra đi Hào ơi, Hiên quay clip lại nghe. Nó khui ra chết một con. Trời ơi, người ta nói là xưa giờ ta gửi gồng ít khi nào chết lắm nha, chẳng có chết nhưng mà cực kỳ hiếm luôn. Gửi đây hai con chết. Con. Đó là Nguyễn Anh Hào, chồng của Trang Thanh Lan. Nếu như mà nó đền cho tôi nha là tất cả 100 mấy chục triệu, 200 triệu tiền cá rồi đó. Nó làm chết của tôi á. Quyết Long mà sọt body á, biết của đẹp luôn con đó đấy. Đâu đó bây giờ, nếu như bây giờ tầm khoảng 60-70 triệu. Hồi xưa mua là 60-70 rồi. Mà nuôi lâu thì giờ nó rớt giá rồi. Nhưng mà nó cũng nằm đâu đó 60-70 là thấy 60-70 rồi phải không? Con cá đồng bữa đó bắt về mười mấy. Con cá đuối cũng cả chục triệu. Tôi nể luôn, cái giò chết. Cái giò dễ sống mức độ nào nó không chết. Thôi nên mày lặn dễ thôi, thấy bà mày ta. Thôi chạy đi, đang có bầu bỏ đi. Chứ nó cũng đâu đền nổi, nó lương tháng nó có 5 triệu đền 20-70 triệu thì cá thì đâu đền. Rồi hai đứa chung tay nè, vỗ tay. Chà tay cho tay thơm thôi. Ngửi tay mình có thơm chưa? Bắt hai cái thì ra có gì đền cho má. Tao nghĩ có chịu mà chơi phi rồi đó nghe. Con này đẹp hơn con kia nha. Nó chạy á, từ từ.
ở nhà tôi đếm xương xương là cho nó cỡ là 5-6 cái hồ. Đây là cái phòng trọ nhà mẹ chồng tôi, mọi người biết không, nó phá hai phòng trọ ra làm cái hồ. Trên này nhà thì mẹ chồng tôi một cái hồ, trên lầu một cái hồ nữa, là ở đây ba cái hồ đúng không. Nhà tôi trên lầu ngủ một cái hồ, dưới gác lửng một cái hồ, dưới phòng làm việc một cái hồ, 6 hồ đó. Mọi người ơi, thấy chưa? Đó, làm gần đó đó. Rồi vô. Hay quá Hi ơi, đúng là. Hi ơi, Hi ngang quá. Ừ đó Hi. Ok, đẹp. Từ từ nha, đẹp nha. Rồi. Đó nha. Ghê trời, cá lóc nó ngoan ghê trời. Rồi, bye bye nha. Ý kìa, đó. Rồi. Bye bye. Kiếm bạn. Bạn xuống kìa, bạn xuống tới kìa. Rồi. Đào lắm á. Đã dữ rồi. Đó, trắng tươi. Con kia lên hoài, con này không lên. Kìa đau quá, tức bụng á. Vậy hả, con kia đau hả? Kìa lên này kìa. Đó. Kìa. Đó. Kìa đó, cặp rồi đó. Đâu? Kìa, đó một con kìa. Quặn rồi đó, thỏ là quặn lên. Bữa nay chào đón ba bạn mới nha. Con cá lóc bông đó, hôm nay nó nói là con cá lóc nửa tiếng xuống nó bịch. Nè, các phi con ngóc vô trời, cái này no bụng luôn rồi. Cái này xuống là no bụng chứ nó. Cái chuông bên cạnh để nhận được video mới nhất từ Nguyễn Huỳnh Nhân nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.